Rồi xuống thì ra đi con, sáng rồi. Mở mạnh lên là ra. Giỏi quá Kéo ơi, Kéo ơi, Kéo ơi, Kéo ơi. Rồi xuống thì ra đi con, sáng rồi. Mở mạnh lên là ra. Giỏi quá. Cái tự mở cửa chuồng đi ra đó ha, sáng rồi đó ha. Rồi đi lên đi con. Rồi cắt đi lên chuồng đi con. Đi đây. Đi lên đi rồi cho ăn hạt hướng dương. Đi lên đi con. Đi đi lên. Đi lên cho ăn hạt hướng dương. Bị kiếm chuyện với em chi không biết đó cây cà. Em mới đi ra chuồng đi lên đó có gì đâu mà lại chạy lại kiếm chuyện Bi này, bởi vì nhiều chuyện quá à, nghe Bi. Nghe Bi. Rồi lên nữa đi con. Rồi lấy hạt cho cái ăn nha. Lấy hạt hướng dương cho cái ăn nha. Nha. Sáng đói bụng rồi. Để cho cái ăn nè con. Nè con bước qua đây đi. Con múa đi rồi Trang, con múa đi. Múa. Múa, múa mạnh lên. Mạnh lên nữa con. Rồi bước qua. Rồi cho con ăn nha. Cho Cát ăn nha. Nè cho Cát nè. Nè cho nè. Bi làm gì vậy Bi? Nè cho Cát nè. Ê rồi gớt nó thấy chưa? Bi làm gì Bi hả? Cho em ăn nè. Rồi nè lấy đi con. Rồi Cát ơi, cho Cát ăn nè. Khỏi múa nè, đưa cho lấy ăn được rồi, khỏi múa nha. Bi bạn hạt hướng dương hả? Nè cho Bi ăn nè. Khoan khoan khoan. Khoan đại. Ruby chưa? Chưa được. Nghe không? Chưa được. Để cho em nó ăn cái. Cho nó em nó ăn vài hạt rồi cho Bi ăn. Hả? Ăn này đi hả? Hết sức nữa không? Nè. Nè cho Cát nè con. Nè. Nè lấy đi. Nè Cát. Nè chút nguyên ly cho ăn luôn nè. Rồi. Rồi Cát ăn đây. Ruby ơi. Đại biểu. Đại biểu làm gì đó? Hả? Hả Bi? Làm gì vậy? Cho em nó ăn nghe không Ruby? Nè ơi, chị để cho ăn nhiều rồi cắn nhã vậy đó hả? À, không cắn hết mà cắn từ hột nhả vậy không nuốt phải không? Con. Mới về nhà mới lạ quá mà cũng vẫn ăn ha. Cái cưng không? Kìa kìa. Thấy thương không? Rồi, ngẩng đầu lên. Ăn đi, nhiều chuyện la hoài. Nha. Cát ơi. Cát ơi. Cát ơi. Cát ơi. Cát ơi. Rồi hết trơn rồi, thôi ăn đỡ đói thôi, ăn no rồi hồi rồi khó tiêu nha. Hồi chưa đút nữa cho ăn nha. Sao ăn bù diều gần no rồi nè, à, gần no rồi, no quá không được, chưa cho ăn nữa. Nhìn dễ thương quá à, ăn chưa no cứ đồ hoài. Con Ruby nó làm cái gì vậy ta? Ăn chưa no đồ hoài ha. Đây xem chị Ruby nhìn qua kiến nè, nè chị đứng ở ngoài chị quậy nè, chị nghe tiếng vẹt kêu lạ quá chị quậy nè. Nha, chị Ruby chỉ nhiều chuyện nè. Làm gì vậy Ruby? Hả? Ruby nhiều chuyện quá vậy? Nè, có em mới rồi nè. Đó, em mới rồi đó, thấy chưa? Rồi nhìn nhiều chuyện kìa, đòi vô nhà hoài kìa. Nó vậy đó, cái lằn xằn vậy đó. Nghe không Ruby? Ruby quậy ha. Ruby quậy ha, ha. Các em nó sống chung với nghe em Ruby. Nghe em Ruby. Ruby đi vô chuồng. Ruby đi gian chỗ. Nè, Cát ơi. Cát có bạn này nè. Ruby gian chỗ đây. Ruby nó lì kìa. Nghe không? Nè, Cát có bạn này nè Cát ơi. Sợ hả? Cát sợ hả? Ủa, con Cát sợ kìa. Còn Ruby thì kìa nè. Thôi, nghe không? Có hai đứa, một đứa thì kìa nè, gìn gặp nha, ha. Còn đứa thì sợ nè Cát. Cát ơi. Sợ hả? Trốn hả? Có bạn mới mà trốn hả?